Hôm trước thì chúng ta đã học cách để chúng ta start với web driver, đúng không ạ? Chúng ta đã học về cách để chúng ta start với cái web driver để mở các cái trình duyệt của chúng ta ra, tức là mở được cái trang web mà chúng ta muốn test. Thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái series đó, đúng không? Để hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta viết các cái test case, tức là viết các cái hoạt động kiểm thử của chúng ta trên cái bề mặt giao diện của trang web. Thì trong cái bài trước thì mình đã tìm hiểu về là mình sẽ phải có một cái web driver ở đây, đúng không? Dạng global. Sau rồi thì trong trong before thì ta sẽ, một là ta sẽ set cái đường dẫn, đúng không? Set cái đường dẫn cho cái web driver, set đường dẫn, đúng không? Đường dẫn web driver. Đó. Sau rồi thì ta sẽ, hai là ta sẽ khởi tạo. Đó, khởi tạo cái driver tương ứng với các cái trình duyệt mà ta muốn test. Trình duyệt muốn test này. Đó. Ví dụ như là zip.driver thì từ khóa zip ở đây nó nghĩa là cái zip này là một từ khóa để tham chiếu trực tiếp đến class. Thì zip.driver nó chính là cái driver này sẽ tham chiếu đến driver của class. Đây này. Khi mình double click vào thì mình thấy cái driver trên này nó sáng lên. Thì từ khóa zip là một từ khóa dùng để tham chiếu đến các thành phần, được ạ, tham chiếu đến thành phần của cái class hiện tại. Đấy. Ví dụ như zip.driver bằng new chrome. Đấy, thì đây mình đang test trên chrome. Cũng tương tự, ví dụ như nếu mà mình zip chấm này, mọi người nhìn xem nhé, finish này. Đấy, nhìn thấy chưa? Nó sẽ ra đây. Đây, finish chẳng hạn. Đó, thì zip.finish nó sẽ tham chiếu lên đây. Thì từ khóa zip là một từ khóa dùng để gì đấy, xác định phạm vi thôi. Đi ạ. Thì khi zip chấm cái gì đó thì nó nghĩa là nó sẽ tham chiếu lên các thành phần của class chứ không phải thành phần của ví dụ như trong này ta lại có một cái biến driver nữa, chẳng hạn như là web driver lại driver nữa này, được chưa? Đấy. Thì nhưng mà zip chấm driver thì nó luôn luôn là nó không bao giờ nó tham chiếu đến driver này. Nếu mà mình viết mỗi driver không thôi, được chưa? Thì nó sẽ tham chiếu đến driver này. Nhưng nếu mà zip chấm driver thì được chưa? Zip chấm driver thì nó sẽ là driver ở trên này. Đó. Và nó bỏ qua cái driver này. Thì đấy là ý nghĩa của từ khóa zip. Thế sau bây giờ thì mình cũng sẽ, cái thứ ba đó là mình sẽ gọi các method, đúng không, của web driver để tương tác với trang web. Đó. Ví dụ như là mình muốn mở trang web ra thì mình sẽ là gọi cái thằng driver chấm get, được chưa? Mình đưa cái trang web vào, ví dụ mình đang muốn test trên trang là testmaster.vn sẽ admin chẳng hạn. Đó thì mình đưa trang web vào và thậm chí là mình có thể là mở phóng to cái này ra, đúng không? Thì nó có cái menu và window và những cái liên quan đến browser và mình sẽ maximize ra thì nó sẽ phóng to cái trang web trước khi nó mở này ra. Nhưng tuy nhiên thì cái chỗ này của mình khi mà mình chạy thì chắc chắn là nó sẽ chưa chạy được bởi vì hiện tại nó vẫn chưa có mối liên kết nào giữa cái code của chúng ta với cái driver, đúng không? Thế nên là khi mình chạy thì nó sẽ báo lỗi như này. Đó, nó sẽ báo cho mình một cái lỗi đó là hiện tại thì cái path của cái driver SQL này chưa được set. Vì nếu mà ta không set cái này thì ấy, thì cái trình gọi là cái short code của mình ấy, nó sẽ không biết là cái driver ở đâu, nằm ở đâu. Thì mình sẽ dùng qua cái system nên nó không điều khiển được. Được chưa? Set cái key mà lại thông báo ấy, kết hợp với là cái đường dẫn đến cái web driver mà chúng ta đã tải về trước đấy. Thì chúng ta đã tải hết về và cho nó vào cùng một folder rồi, đúng không? Mình thì mình cho vào đây. Để mình chạy cái chrome 75. Đây. Thì đây là thì mình sẽ copy cái này. Được chưa? Mình sẽ copy cái này và mình cho nó vào đây. Đó, đây là cái bài trước chúng ta đã học cái này rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ start đó, thì chúng ta sẽ thấy cái vấn đề hiện tượng như sau. Ok, đấy, nó sẽ mở cái trang của chúng ta ra và chúng ta có thể thao tác với nó, được chưa? Có thể thao tác. Ok. Thì bây giờ kịch bản tiếp theo của mình đó là mình sẽ phải viết các kịch bản để mình nhập username, nhập password và kích vào đăng nhập ở đây để mình có thể thực hiện cái login giống như mình làm bằng manual, đúng không ạ? Thì để mà làm như thế thì mình sẽ phải học một bài hôm nay, đó chính là làm việc với các cái web 11. Thì tất cả những cái thành phần hiển thị ở trên này, trên cái trang web này thì người ta gọi là web element, được chưa? Người ta gọi là web element. Thì với một cái web element của chúng ta thì chúng ta thấy rồi,
thì trên cái giao diện web nó hiển thị như nào đấy anh nữa, thì ở bên dưới được ạ, ở bên dưới của cái trình duyệt nó sẽ hiển thị ở dạng HTML như này. Thì khi ta làm manual được ạ, khi chúng ta test manual thì ta sẽ tương tác trực tiếp trên trình duyệt một cách bằng chuột, nhưng khi ta làm automation được ạ, thì automation của chúng ta thì nó sẽ tương tác trực tiếp với cấu trúc của trang web. Do vậy ta phải viết các cái, ta phải xem cái cấu trúc, để xem cấu trúc của một trang web, xem cấu trúc của một cái web element mà chúng ta muốn thao tác. Thì chúng ta, một đó là chúng ta bấm F12 được ạ, bấm F12, hai chúng ta chọn inspect. Khi ta chọn inspect thì có thể là nó hiển thị ở dưới này luôn hoặc nó hiện ở trên này. Thì khi mà chúng ta hiện ở trên này thì mình có thể chọn xuống dưới một cách là bấm vào đây, nó thể hiện dưới và nó có một cái chỗ inspector này, select element này, chúng ta bấm vào đây đó, chúng ta cho nó vào đây. Thì trên này thì đây nó chính là cái element, tôi gọi cái mã HTML được ạ, của cái email. Cũng tương tự tạo có mã HTML của cái password, đây là HTML của password này, HTML của email này đó. Và cái quá trình mà ta viết ra các biểu thức tham chiếu đến những cái element này, dùng các thuộc tính được ạ của cái tag HTML, thì cái đấy người ta gọi là locator được ạ. Thì cái đấy người ta gọi là locator. Đây thì web element của chúng ta nó sẽ có các thành phần này. Thứ nhất là nó sẽ có tag name này, đây là tag name này. Tag name nó chính là cái gọi là, nó là một cái tag, nó quy định xem là cái thể hiện của cái element nó trên trang web. Thì cái đấy người ta gọi là tag name. Đó, ví dụ như là trong cái này, trên cái này của chúng ta thì tag name của ta là input. Input thì có nghĩa là nó là một trong cái thẻ để cho phép người dùng nhập dữ liệu vào. Đó, thì khi đó thể hiện của nó sẽ là một cái ô và người dùng có thể focus vào đó để gõ dữ liệu vào. Đó, thì sau đó rồi thì nó có một số các cái key và value, key value. Đấy, thì cứ cặp key và bằng value như này thì người ta gọi là cặp thuộc tính và giá trị của thuộc tính. Ví dụ như ở đây ta có thuộc tính type, thuộc tính class, thuộc tính name, thuộc tính ID. Đó. Thế còn email, input text, email thì cái này người ta gọi là giá trị của thuộc tính. Và cái việc mà ta xác định các element, được ạ, xác định các element trên trang web của ta thông qua những thuộc tính này thì người ta gọi là locator. Thì để làm việc với locator của chúng ta thì người ta sẽ có một số cái cơ bản, đó là ta dùng trực tiếp những cái giá trị ở trên cái trang web của chúng ta, trên cái element của chúng ta. Đấy, thì cái đấy người ta gọi là dùng các cái thuộc tính cơ bản của HTML. Ví dụ như là chẳng hạn như là tôi có một cái trang như này, đúng không? Như hôm trước mình có thử cho mọi người đó, đó là trang google.com, đúng không? .vn. Thì trên cái trang này của chúng ta thì khi ta inspect lên, ta thấy nó có một thuộc tính là name. Đây, nó có một thuộc tính name. Đây, name, đúng không? Name này. Đó, name, đó, hoặc là cái này nó không có ID. Thì với cái thuộc tính name này và thuộc tính ID và thuộc tính class, đây là class này, thì người ta có thể dùng trực tiếp ở trên cái này, đúng không? Người ta có thể dùng trực tiếp ở trên này bằng cách đó là zip.driver, đúng không? .get element, .file element. Thì file element của chúng ta thì nó chính là một trong những cái phương thức của web driver để tìm đến một element ở trên trang web, được ạ? Nó dùng để xác định các element trên trang web của chúng ta. Thì nó sẽ có một số các thuộc tính cơ bản như là name, ID, link text. Ví dụ như là chẳng hạn như là bây giờ mình có một cái trang như thế này, mình muốn là nhập cái thông tin vào đây, thì mình sẽ thấy ở đây nó có một thuộc tính là name bằng quy. Đó, thì mình có thể là dùng luôn cái name bằng quy này. Đó, thì bằng cách là by.name và đưa cái quy vào đây, thấy ạ, đưa quy vào đây, và mình có thể là send key trực tiếp luôn, giá trị vào cái send key này, cũng như type master chẳng hạn, .vn, đúng không? Thì với khi mình chạy này, mình chạy nhá, thì cái thằng web driver nó sẽ tìm đến cái trang, tìm đến cái name bằng quy đó và nó chuyển cái tabmaster.vn vào. Xin lỗi, đây thì mình phải thay đổi lại, vì hiện tại mình đang test sang là admin, tabmaster admin, thì mình sẽ chuyển nó sang thành http://google.com.vn. Và bây giờ mình chạy được ạ, thì mình sẽ thấy là mọi người sẽ nhìn thấy là nó sẽ tự động nó nhập cái tabmaster.vn vào trên cái name bằng quy đó. Thì cái đấy cũng là một cách locator, và cái locator này nó gọi là locator sử dụng các thuộc tính HTML đó, nhìn thấy chưa? Đó. Và tương tự nếu như mà mình có những cái giá trị mà là có ID thì mình sẽ có là file element by ID. Nó sẽ có là như này, zip.driver.file element. Được chưa? Và đây nó sẽ là by.id nếu như mà mình dùng cái giá trị của thuộc tính ID, được chưa? Thuộc tính ID là thuộc tính như nào? Thuộc tính ID là thuộc tính như này này. tiki.vn. Thì trên này đăng nhập này, thì trên cái trang đăng nhập này thì nó sẽ dùng ID. Thì khi đó thì nếu như mình inspect nó lên, được ạ, và mình nhìn thấy nó có ID, được ạ, thì mình chỉ việc là
file error by id và truyền cái giá trị của id vào vào trong cái này, được chưa? Đó thì cái đấy người ta gọi là sau đó rồi thì mình cũng có thể là làm việc với những cái thằng khác, nhưng mà các thuộc tính khác, các phương thức khác đó. Thì cái cách này người ta gọi là file theo id. Nhưng ngoài ra thì người ta có vẫn có thể là có một cái nữa, đó là file theo class. File theo class thì có nghĩa là gì? Người ta cũng viết chấm driver đúng không? Chấm file element nó sẽ trả về một cái lớp là lớp element nhé, web element. Thì một lát nữa mình sẽ nói về cái web element sau. Thì mình sẽ có là by chấm class name, được chưa? Và mình xem là cái giá trị của class nó là cái gì. Đây ví dụ như là mình inspect cái thằng này, inspect cái nút tìm kiếm này đi, mình xem là nó có tìm với Google này. Đấy, tìm với Google mọi người sẽ nhìn thấy nó có class này, nhìn thấy chưa? Đấy, mình sẽ dùng cái class name này và mình thực hiện là click vào nó, được chưa? File by class này. Đấy, và mình gọi luôn cái sự kiện click để tìm kiếm. Đây mình chạy này, mọi người sẽ nhìn thấy là cái bản nó sẽ như sau. Đó thì tùy theo cái dấu hiệu, tùy theo cái thuộc tính mà mình xác định được mà mình có thể dùng by cái gì đấy, được chưa? Đó. Đó và cái này nó lại nằm ở đây. Đúng không? Nằm ở đây thì by class name thì đôi khi cái by cái class này đôi khi nó sẽ chạy nó sẽ không chính xác lắm. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mình có nhiều hơn một cái, được chưa? Nhiều hơn một. Đây này, hiện tại mình đang có hai cái. Thế nên là nó sẽ có hai, nó sẽ có hai, thì khi đó thì nó xác định nó sẽ không chính xác. Đấy, thì với cái này của chúng ta thì việc dùng tìm theo class thì người ta sẽ khuyến khích chúng ta dùng theo CSS editor hơn là dùng theo class name, chú ý cho mình cái đó. Và mình có thể dùng ID, name và link tag. Link tag là như nào? Link tag có ví dụ như chẳng hạn như trên cái trang Google này. Bây giờ mình muốn bấm vào cái Gmail, bấm vào cái hình ảnh này, được chưa? Mình muốn bấm vào cái hình ảnh này thì mình cũng sẽ có thể là tìm đến cái thằng link tag này. Đây. Đấy. Vào Gmail đi nha. Thì mình muốn click vào cái Gmail đó thì mình sẽ có là HTML by này. Đấy, nó có cái link tag, được chưa? Và mình đưa cái giá trị của link tag vào. Ủa, cái này của mình là Gmail. Mình click vào thì nó sẽ đưa cho mình sang trang là trang Gmail. Đúng không? Mình chạy nào. Đây đúng không? À. Đấy, nó nhập vào và nó sang trang Gmail, nhìn thấy chưa? Đấy, cho mình đăng nhập. Đấy, thì chú ý là với những cái mà link tag thì nó chỉ làm việc với những cái thẻ A thôi, được chưa? Chỉ làm việc với thẻ A thôi. Có nghĩa là khi mình vào một trang web như lúc đầu á, đây, mình inspect nó lên, mà nếu như đây là thẻ A thì mình dùng luôn cái content ở trên đó để làm link tag. Đây là, đây nhìn thẻ A chưa? Đó, và đây mình dùng luôn cái Gmail này để mình làm cái tìm kiếm theo link tag và mình click vào. Đó, thì đó là những cái cơ bản. Thì cái cơ bản này của chúng ta nó có một cái nhược điểm, đó là nếu như trên trang web của chúng ta mà nó có hai cái element cùng giá trị như vừa rồi mình tìm cái class ấy, thì nó sẽ không hoạt động, được ạ? Nên chính vì vậy mà người ta sẽ có một cái cơ chế khác để người ta làm tạo ra cái sự đơn nhất cho nó tốt hơn, tạo ra cái biểu thức cho nó chính xác hơn. Thì cái đấy người ta gọi là CSS editor hoặc XPath đều là hai phương pháp để cho phép chúng ta xác định các element một cách chính xác, được ạ? Thay vì mình dùng những cái thuộc tính cơ bản như của HTML. Những thuộc tính cơ bản của HTML của chúng ta thì về cơ bản nếu như mà trên trang element của chúng ta mà nó có xuất hiện hai cái thằng mà có cùng cái thuộc tính đó thì nó sẽ không xác định được, được ạ? Bởi vì hai thằng tôi biết nó chọn thằng nào. Nên chính vì vậy mà để tăng cái tính đảm bảo lên, để tăng cái tính gọi là tính đơn nhất lên, tăng cái độ chính xác của cái biểu thức cái lên thì người ta có hai cái phương pháp khác, đó là người ta dùng cái biểu thức XPath hoặc là người ta dùng cái biểu thức là CSS editor. Thì trong phạm vi của bài học ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn chúng ta cách viết các biểu thức locator bằng CSS editor, được chưa? Trong video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn chúng ta cách dùng XPath. XPath thì khá là khó, được chưa? Thế nên là khi mà chúng ta làm ấy, thì chúng ta sẽ ưu tiên đó là dùng CSS editor trước. Thế sau đó nếu mà CSS editor mà không giải quyết được thì chúng ta mới nghĩ đến XPath, được chưa? XPath thì thường sau này khi mà chúng ta làm một cái chuyên nghiệp rồi á, được chưa? Thì có thể là chúng ta sẽ quên những cái khác và phải nhớ XPath. Bởi vì XPath nó rất là mạnh và nó sẽ cho phép chúng ta tham chiếu được cái element một cách rất là chính xác và hiệu quả rất là cao. Thế nên là những cái người mà người ta làm automation test chuyên nghiệp thì người ta sẽ rất là thành thạo XPath, đúng không? Thế còn người ta có thể là không biết về CSS editor cũng như là các cái HTML attribute cơ bản. Thì với cái CSS editor của chúng ta thì nó sẽ khắc phục được cái nhược điểm của cái việc đó là ta dùng cái thuộc tính cơ bản trong trường hợp mà nó có hai hay nhiều cái element trùng tên, đúng không? Trùng tên, trùng ID, trùng class.
thì với CI Center nó sẽ cho chúng ta kết hợp, đúng không? Kết hợp các cái dấu hiệu khác nhau vào để bạn tạo thành một cái biểu thức, đúng không? Với mục đích là xác định cho chúng ta cái hiển thị tốt nhất. Thì với cái kết hợp thì ta sẽ có một số cái kết hợp như sau này. Nếu một element của chúng ta mà có ID, được chưa? Thì bây giờ biểu thức CSS của nó sẽ là kết hợp giữa HTML tag kèm với cái giá trị của ID đó. Thì cái giá trị của ID đó sẽ theo sau bởi dấu thăng, được chưa? Bởi dấu thăng. À, thì cái đấy người ta gọi là HTML CSS. Ví dụ như đây chẳng hạn. Ở đây chẳng hạn nhé, mình có thể thực hành ở trực tiếp trên này luôn. Mình thấy đây nó có ai, nó có email này, đúng không? Thì mình hoàn toàn có thể dùng là by.id đó, và truyền email vào như ở trên này. Đấy, by.id đấy, và truyền email vào. Nhưng tuy nhiên nếu như trong trường hợp mà ta có hai cái, một cái là input, một cái là text chẳng hạn. Đó, thì khi đó nó sẽ không làm được, bởi vì hai cái đều cùng là ID là email, đúng không? Mặc dù nó khác element nhưng nó vẫn ID bằng email và ta không thể by.id được. Và khi đó thì ta nghĩ ngay đến cái việc đó là ta dùng cái biểu thức XPath, biểu thức CSS editor. Biểu thức CSS editor của chúng ta nó sẽ như sau ở trên cái màn hình này nè. Mọi người bấm Ctrl F được ạ, và mọi người viết. Ví dụ như đây là mình sẽ có một cái thẻ là thẻ, cái tag đây là tag input này, đúng không? Và giá trị ID là email, thì vậy biểu thức nó sẽ là thằng email. Đó. Và khi mình viết cái biểu thức đúng thì nó sẽ sáng lên như này. Nó sẽ sáng lên. Đó, và mình có thể biết được là cái biểu thức của mình biết đúng hay chưa, và mình sẽ mang cái biểu thức đó vào và mình sử dụng, được ạ, và mình sử dụng ở trong này. Đó. Và khi đó, khi mà mình tìm theo cái element đó, thì nó sẽ không còn là by.id nữa, phải là by CSS editor, được ạ, và mình truyền cái biểu thức CSS editor vào đây. Đó, thì nó sẽ giúp cho mình tìm đến cái element tương ứng đó. Tương tự nếu như mà chúng ta có class, đúng không? Cũng tương tự như giống như by ID vừa rồi, thì ta cũng có by class. Thì trong này của ta cũng vậy. Khi mà chúng ta inspect nó lên, ví dụ vẫn là cái này, ta thấy là có một thuộc tính là class này. Nhìn thấy class chưa? Đây, class là một loạt một cái giá trị ở class đằng sau này. Thì bây giờ mình muốn gọi là tìm theo class thì nó sẽ như sau. Thì mình cũng inspect nó lên. Thì trong class này ta có hai giá trị, thì ta sẽ chọn một giá trị, đúng không? Chọn một giá trị mà ta cảm thấy nó tin cậy. Và chúng ta cũng sẽ là input mà thay cái dấu thăng bằng dấu chấm. Đó, thay dấu thăng và dấu chấm thì nó sẽ ra cho mình cái đó. Và nhưng mà cái biểu thức class như là chấm class như này thì nó sẽ không tin cậy, bởi vì sao? Bởi vì hiện tại nó đang là hai giá trị, đúng không? Thì vậy vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như ta có class thì ta có thể thay dấu thăng và dấu chấm thì nó cũng xác định được. Nhưng mà khi chúng ta dùng ấy, chúng ta tạo ra cái tính đơn nhất, viết cái biểu thức nhưng mà phải tham chiếu đúng cái đối tượng mà chúng ta muốn tham sử dụng, được chưa? Thì trong trường hợp này ta không dùng class được, đúng không? Mặc dù dùng class nó vẫn tìm được, nhưng mà nó lại tìm ra hai element. Thì trong trường hợp này thì ta sẽ có cái ID bằng password, thì ta chỉ cần thay cái thăng, đúng không? Thay cái thăng thành password thôi. Đó. Thì nó một này, nhìn thấy một chưa? Một và một này. Đó, thì có nghĩa là mình có thể dùng class cũng được, dùng ID cũng được trong trường hợp này. Nhưng nếu mà trong trường hợp mà nếu vụ chẳng hạn như cái thằng này nó chỉ có class không thôi, đúng không? Nó không có ID, thì khi đó thì chúng ta phải làm sao? Phải dùng qua dấu chấm, đúng không? Dấu chấm, ví dụ như là trường hợp này chẳng hạn. Đây mọi người nhìn thấy này. Đây đúng không? Nó không có ID nhưng nó có hai cái giá trị class này. Thì mình có thể dùng một trong hai. Đó. Thì mình có thể Ctrl F này, input này, chấm, được chưa? Đó. Được chưa? Một của một này. Thì nó tham chiếu đến cái đúng cái thằng này. Thì có nghĩa là biểu thức như thế nào thì nó tùy theo cái thuộc tính mà cái element này nó có. Có nghĩa là ban đầu vào chúng ta muốn viết thuộc tính như thế nào thì chúng ta phải inspect nó để chúng ta xem nó có những thuộc tính gì, và dựa vào những cái thuộc tính đó, dựa vào những cái thuộc tính mà nó có đó, thì chúng ta bắt đầu mới dùng các cái biểu thức, xác định các cái biểu thức mà chúng ta sẽ sử dụng. Khi chúng ta viết cái biểu thức thì chúng ta chú ý là nó phải tạo tính đơn nhất nha. Đơn nhất có nghĩa là cái biểu thức phải tham chiếu đúng đến cái mà chúng ta muốn. Tiếp theo ta có một cái nữa, đó là ngoài cái class và cái ID ra, thì trong quá trình mà chúng ta viết các biểu thức selector ấy, thì ta có thể kết hợp với một thuộc tính bất kỳ. Thuộc tính bất kỳ thì nó tuân thủ theo quy tắc như sau, đó là HTML tag, sau đấy rồi chúng ta sẽ gì đấy, ngoặc vuông ra và đưa cặp key bằng value vào trong ngoặc vuông này. Ví dụ như là mình có một cái trường hợp như này, mình muốn dùng một cái trường name bằng key nhưng mình lại không dùng cái by name, được chưa? Thì mình sẽ là input này, ngoặc vuông ra name, đúng không? Name, ngoặc vuông nó chính là thuộc tính name bằng key. Đó, và chúng ta đã thấy được là nó đã sáng lên rồi. Đấy. Thì đây đó chính là mình làm bằng 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 hệ, hoặc là mình có thể dùng bất cứ một thuộc tính nào khác.
Ví dụ như chẳng hạn thì mình thấy tag bằng text này thì mình không có name bằng quy thì mình có thể là tag bằng text đó, hoặc là kết hợp nhiều cái với nhau cũng được. Đây, name bằng quy nữa đó. Thì trong trường hợp mà chúng ta có quá nhiều các cái thuộc tính, có quá nhiều các control mà nó giống nhau được ạ, thì mình có thể dùng kết hợp nhiều thuộc tính lại với nhau được ạ, nhiều thuộc tính lại với nhau để làm gì, để tạo ra tính đơn nhất cho nó được ạ, để tạo tính đơn nhất. Thì cái đấy người ta gọi là biểu thức locator, đúng không? Đó, và ngoài ra ta có thể kết hợp ID, class, attribute với nhau. Đấy, giống như vừa rồi mình kết hợp hai thuộc tính với nhau ạ. Thì khi mà chúng ta thuộc tính có class, có ID và có thuộc tính thì ta sẽ viết lần lượt thôi. Nếu giá trị là ID thì ID theo sau dấu, rồi thăng, class theo sau dấu chấm và attribute phải nằm trong dấu ngoặc hoặc vuông. Đấy, ví dụ như là đây cũng là vẫn là cái này. Mình ví dụ này. Cái này nó không có ID đúng không? Nhưng mà nó có class. Thì đây để tạo tính đơn nhất thì ta sẽ có là input này, đúng không? Chấm này, chấm cái gì đây? Mình space lại nhá. Đây. Chấm này, chấm cái một trong hai cái này, mình dùng cái sau cũng được. Được ạ. Dùng cái sau cũng được. À, và nếu như mà nó vẫn chưa tạo tính đơn nhất thì mình dùng thêm một cái nữa. Một name bằng quy. Được ạ. Đó. Đấy, vân vân, được chưa? Thì có nghĩa là gì? Ta có đúng theo quy tắc là nào? Nếu kết hợp ID, class với thuộc tính thì nó sẽ là element này, nếu mà là class thì sẽ là chấm, nếu mà ID sẽ là thăng, và kết hợp với thuộc tính khác thì mình sẽ cho thuộc tính đó vào trong dấu ngoặc vuông. Còn có thì có viết vào mà không thì thôi. Nếu mà một thuộc tính chưa đủ thì ta thêm thuộc tính thứ hai bằng cách là cho vào dấu ngoặc vuông tiếp và viết tiếp vào. Ví dụ tài bằng text chẳng hạn. Đấy, được chưa? Đó, thì đấy là cách thức cho ta kết hợp. Và ngoài ra, được chưa? Ngoài ra thì ta có thể là dùng một phần giá trị, được chưa? Dùng một phần giá trị để viết các biểu thức của chúng ta. Ví dụ như là chẳng hạn như tôi có một element như thế này. Đây. Thì bây giờ mình muốn là cái class này của chúng ta chỉ đúng một phần thôi, chẳng hạn đặc biệt là trong một số cái tình huống mà nó gen tự động ấy, nó gen tự động. Gen tự động có nghĩa là ở đằng sau nó, ví dụ như này, mình có thể vào trang Lazada. Lazada. Thì đây là một trong những cái trang mà có tỷ lệ gen tự động khá là cao. Đây, ví dụ mình inspect cái này. Thì mình sẽ thấy là luôn luôn đằng sau này, đây, search box này, đằng sau nó có một phần cái giá trị tự gen. Thì để làm cái này thì mình hoàn toàn mình có thể dùng qua ID bằng quy, nhưng mình không thích dùng ID bằng quy, mình dùng qua class cơ, được chưa? Giả dụ như trong tình huống này của chúng ta đó là những cái thuộc tính trên này nó không đủ tin cậy, đúng không? Thì ta sẽ dùng qua cái thuộc tính class, thì nó sẽ là input này, được chưa? Và mình sẽ đặt tên là class. Và nếu như phần đầu thì ta sẽ dùng dấu mũ và bằng cái giá trị mà ta đưa vào. Đấy, đúng không? Và chúng ta thấy là cái search box này ở phần sau nó có một loạt những cái khác 034G, mình không quan tâm, mình chỉ quan tâm đến phần đầu thôi. Thì ta sẽ dùng một biểu thức đó là cái thuộc tính của chúng ta. Đây. Input này, đúng không? Mũ này bằng, đúng không? Đấy. À xin lỗi, input này class bằng mũ bằng. Được chưa? Và đưa cái giá trị đấy vào. Đấy. Thì nó sẽ đưa cho chúng ta cái phần đầu gọi là prefix của cái thuộc tính mà chúng ta muốn, thuộc tính mà chúng ta muốn tìm nó sẽ là class, phần đầu của nó sẽ là search box và mình quy định phần đầu nó sẽ là dấu mũ. Thế còn quy định phần cuối, ví dụ như là chẳng hạn như mình muốn phần cuối của cái này nó là 034G, đúng không? 034G thì chỗ này thì mình sẽ thay nó bằng đô la, được chưa? Đấy, bằng đô la thì nó sẽ đưa cho mình cái đấy, đô la bằng, được ạ? Thì nó sẽ là phần cuối. Để mình sẽ attribute đô la bằng cái này, class bằng. Đây, thì mình có thể cho vào dấu mũ sao thế nào? Class đúng không? Đây, mình thử lại nhé. Search box. Cái trang này sao lại chỉ hoạt động với cái này nhỉ? Ok, thì mình sẽ thử lại với một cái thuộc tính khác. Chẳng hạn như là -34. Input -34 này nó là cái thì mình sẽ cho thành dấu sao bằng gạch ngang. Đấy. Thì sao nó sẽ là thay thế với một giá trị bất kỳ. Input chẳng hạn. Thì sao thì mình sẽ giải thích cái sao trước nhé. Cái mũ đó chính là cái prefix, thì cái sao nó sẽ là xác định ở thành phần ở bất cứ đâu,
ở đầu, ở giữa hay ở cuối thì ta gọi là sao bằng. Thế còn nếu mà ở cuối thì ta sẽ có là đô la bằng. Được chưa? Đô la bằng thì cái này của mình nó sẽ là trừ trừ 34g, không phải là trừ trừ 034g mà nó là o 34g thì bạn. O 34g. Đấy, được chưa? Nó là o chứ mình không. Đó thì cái đô la của mình nó sẽ là mép cái phần cuối, được chưa? Phần cuối của một cái giá trị. Đó thì mình có thể đưa vào. Thì với việc dùng cái đầu, cuối và giữa này thì mình hoàn toàn có thể là tạo ra cái tính đơn nhất của cái biểu thức mà không cần phải viết quá nhiều các cái giá trị vào trong biểu thức. Đó, và ngoài ra thì ta còn có một cái nữa, đó là ta dùng trực tiếp cái giá trị trên cái text link, trên cái giá trị ở trên cái inner text ấy, để vào làm biểu thức. Thì với cách này thì ta sẽ không tìm được ở trên cái chôm này, nó bắt buộc mình phải viết lệnh vào. Nên do đó thì cái này mình sẽ để sau và mình sẽ giải thích cho chúng ta demo chúng ta, được chưa? Thế còn đây là hai cái thành phần mà chúng ta, những cái thành phần này chúng ta có thể thực hành được theo cái hướng dẫn vừa rồi của mình. Thì bây giờ thì mình cùng với mọi người đó là làm thử một cái ví dụ example ở trên cái trang Testmaster, được chưa? Trang Testmaster admin của Testmaster nha. Đây, ví dụ như trên admin của Testmaster đây thì mình sẽ có là mình sẽ nhập vào là khái niệm từ x.com abc12345 6, được chưa? Đó, và nó sẽ tìm và nó sẽ login cho mình. Đấy. Và nếu như mật khẩu không đúng thì nó sẽ thông thông báo ra cái mật khẩu không đúng này, được chưa? Đấy, thì mình sẽ muốn thực hiện cái hành vi đó bằng cái auto thì mình làm như thế nào thì cũng tương tự, đúng không? Chúng ta mở cái trang là trang testmaster.vn và xiết admin ra, testmaster.vn và xiết admin, đúng không? Thế sau rồi thì cái kịch bản kiểm thử của chúng ta nó sẽ như sau, mình xóa cái này đi nhá, demo nãy á, thì mình sẽ là để tạo ra cái này, để tạo được thực hiện được kịch bản kiểm thử đó thì mình sẽ phải xác định các component hiện tại mình có ở trên trang web. Hiện tại cái component mình có trên trang web để thực hiện cái hành vi đó, mình sẽ không kích vào dấu ghi nhớ mật khẩu này nữa mà mình sẽ chỉ việc là nhập vào đây và bấm click thôi, đúng không? Thì vậy mình sẽ cần tối thiểu là ba cái web element. Mình định nghĩa một cái web element này. Web element của chúng ta đây là mình sẽ dùng qua biến. Thế còn nếu mà chúng ta dùng file element chúng ta thực hiện luôn như vừa rồi thì nó dùng trực tiếp. Cái này thì mình sẽ dùng qua là text username, đúng không? Thì mình sẽ phải dùng qua cái driver này và dùng file element để tìm với nó. Và cái này thì mình sẽ dùng CSS header, biểu thức là gì đấy tôi chưa biết, để sau. Được ạ. Tương tự tôi cũng có một cái web element là text password, được ra cũng là div.driver, cũng là file element và cũng là by CSS header, biểu thức là gì đó thì mình cũng chưa biết. Đó. Tiếp theo mình cũng có một web element đó là btn login, đúng không? Bằng div.driver, cũng là file element by CSS header và cũng là cái của mình. Đó, và bây giờ mình sẽ thực hiện này. Text username, đúng không? .sendkey, sendkey đó là một cái thuộc phương thức để đưa cái giá trị vào trong cái web element. Thì cái này của chúng ta thì mình sẽ trình bày cho chúng ta tất cả những cái element của chúng ta, những cái phương thức sau cái slide này, tức là sau cái ví dụ này mình sẽ nói cho chúng ta. Thì cái này mình sẽ dùng là khanh.txt.com. Được chưa? Password của mình sẽ là txt password, đúng không? Send key và cái password của mình nó sẽ là abc12345 6, được chưa? Sau rồi thì mình nhấn login bằng cách là btn login chấm click đó chính là login. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu, mình phải xác định các element trên này. Thì mình inspect vào thằng này, mình xem này. Thằng này thì nó chỉ có type bằng email thôi, nó không có bất cứ ID, không có class gì cả. Nhưng nó có input, vậy mình sẽ kết hợp giữa tag với thuộc tính input, mình sẽ type bằng email. Đó. Bây giờ nó sáng lên có nghĩa là biểu thức tôi biết đúng rồi. Và mình đưa nó vào đây. Chờ tí mình bật lại. Bởi vì cái IntelliJ của mình hiện tại nó đang dùng thử. Thế nên là cứ sau 30 phút này nó sẽ bắt chúng ta phải start lại. Mình làm biếng chưa correct. Đây nhá, thì đây mọi người có thể nhìn nó sẽ load vào cái ví dụ ấy ra và chúng ta làm tiếp. Đấy thì ở đây nhá, thì đây là biểu thức mà vừa rồi mình đã viết này. Đó. Tương tự thì mình sẽ có một cái biểu thức thứ hai, đó là cho password. Password thì đây, mình xem ở đây thì mình thấy type bằng password thì nó sẽ vào password, đúng không? Type bằng email và email thì type bằng password nó sẽ là trường password. Đây nó sáng lên này, nhìn thấy chưa? Ở đây nó chính là biểu thức của mình. Đó, cho nó vào đây. Được chưa? Tiếp theo ta có một cái đó là login. Thì login mình sẽ inspect để mình xem cái login nó như nào. Đây là login này. Đấy, thì login của mình sẽ thấy nó chỉ có type bằng button thôi.
mình dùng vân tay bằng button cũng được, được chưa? Nhưng mà để cho nó khác đi thì mình dùng qua cái class, đúng không, cho nó khác đi. Đó, thì đây mình sẽ lại button chấm, được chưa? Đó, nó sáng đi chưa? Đây đây chính là mình dùng qua class, đúng không, cho nó khác đi, giống như cái vừa rồi mình tẩy cho mọi người đó. Đó thì đây nó chính là kết hợp giữa tag với class đó. Và bây giờ mình chạy này, mọi người nhìn này, mình chạy nhá. Đây, chạy thì bấm vào đây chọn run thôi. Đó, nó sẽ chạy before trước, before nó sẽ thực hiện là mở trang này ra, nó nhập vào đó. Và nó chúng ta đã automate được rồi, đúng không ạ? Automate được rồi đó. Và đấy chính là cái cách thức chúng ta làm để xác định, đúng không, để làm việc với các element. Muốn làm việc với các element trên trang web thì ta phải gọi phương thức file element của cái thằng web driver, sau đó rồi thì ta phải tạo ra cái biểu thức, được chưa, cái biểu thức gọi là biểu thức locator á, để thằng web element này nó tìm đến cái component đó, nó tìm đến cái element đó, và sau đó rồi thì chúng ta có thể dùng một biến để chúng ta thao tác với nó, để chúng ta thao tác với những thành phần ở trên, đúng không, thành phần trên trang web. Thì đấy chính là cái những cái biểu thức của chúng ta, và chúng ta chú ý nhớ cho tôi những cái biểu thức này, được chưa, nhớ cho mình những biểu thức này cho mình nhá. Nếu mà chúng ta mà quên những biểu thức này và không biết được cái biểu thức này thì chúng ta cũng sẽ không làm được auto đâu. Đó, thì cái phần inner text thì mình sẽ để lại để chúng ta có thể là mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta trong một cái video nâng cao, đó là viết biểu thức CSS selector nâng cao. Có một số tình huống chúng ta sẽ không viết được như bình thường như này mà chúng ta bắt buộc phải viết nâng cao. Thì muốn viết nâng cao đó thì là trong video tiếp theo mình sẽ nói cho chúng ta cái biểu thức, cách viết xác định các biểu thức CSS selector ở dạng nâng cao hơn. Được chưa? Thế còn trước hết thì chúng ta cứ gọi là có thể thực hành những cái cơ bản bằng cách là thực hiện những cái thành thạo cho mình những cái cách viết, đúng không? Có thể áp dụng trực tiếp lên trên những cái trang của mọi người á. Được chưa? Những cái trang của mọi người hoặc là trên những cái trang như đăng ký của Tiki vân vân, hoặc là những cái trang như Gmail đăng ký chẳng hạn. Đúng không? Ta vào gmail.com và ta viết cái automated để ta đăng ký một cái tài khoản bằng Gmail. Đấy cũng là một trong những cách để chúng ta có thể luyện. Đây là đấy, và khi mà chúng ta đã thành thạo rồi tất cả mọi trường hợp mà ta đều viết được, ta đều viết được biểu thức rồi thì có nghĩa là ta có thể sẵn sàng, được chưa, sẵn sàng trong việc học những cái cao hơn, được chưa. Nhưng ngoài ra thì trong cái CSS trong cái web element của chúng ta, đó là một trong những cái class, để một trong những cái interface để cho phép chúng ta gọi là mô phỏng tất cả những cái web element trên trang web của chúng ta, thì nó có một số các cái phương thức như sau. Thứ nhất là ta có một phương thức gọi là phương thức clear. Phương thức clear đó là phương thức dùng để xóa tất cả những cái dữ liệu ở trên cái element trên trang web đi. Ta có phương thức là phương thức click, đó chính là ta click vào cái trang, vào cái button, đúng không, vào những cái element đó, nó gọi là phương thức click. Cũng tương tự vì cái HTML của chúng ta đó là có cấu trúc cha con, được chưa, có nghĩa là trong một cái thẻ HTML để có chứa những cái thẻ khác ở bên trong đó, nó gọi là những cái thẻ con. Thì trong cái web element của ta tạo có một cái sự kiện gọi là file element, nó giống như cái web driver ạ. Cái file element ở đây nó chính là tìm tất cả những thằng con của nó, được chưa, theo tiêu chí, theo cái locator mà chúng ta truyền vào đó. Thì đây là một trong những cái trường hợp mà sau này khi mà chúng ta làm, mà nếu mà trong trường hợp mà chúng ta không phân biệt được, đúng không, có quá nhiều đó, thì ta có thể dùng những cái file element này để ta tìm những thằng con, đúng không. Tương tự tạo có file element có s, đó là ta sẽ tìm ra một danh sách các element theo cái biểu thức locator. Ta có một thuộc tính gọi là, ta có một phương thức gọi là phương thức get attribute. Get attribute đó chính là lấy là cái giá trị của attribute bất kỳ. Đó, get attribute đó là lấy là cái giá trị của attribute. Đó, thì trong cái phần sau thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho chúng ta dùng cái get attribute này để đi kiểm tra xem là nếu như trong trường hợp mà như thế này, tôi muốn kiểm tra cái trường hợp mà trên trang testmaster á .vn diệt admin. Đấy, thì mình muốn là trong trường hợp mà người dùng không nhập gì vào thì tôi muốn là phải hiển thị cái tooltip này lên. Đấy, thì hiển thị cái tooltip này lên thì mình inspect nó lên, mình thấy là nó là có thuộc tính là data original title. Được chưa? Thì trong trường hợp này mình sẽ phải làm sao? Sẽ phải get attribute, được chưa? Get attribute để lấy ra cái giá trị này và mình sẽ compare với cái điều kiện mà mình muốn kiểm tra. Được chưa? Đấy, get attribute nó sẽ là get attribute và truyền vào cái thuộc tính này. Thì nó sẽ lấy ra cái giá trị của thuộc tính đó, nó chính là giá trị này. Và mình sẽ compare nó với cái giá trị mà mình muốn kiểm tra. Đó, thì cái đấy người ta gọi là get attribute. Thì khi mà mình dùng get attribute đó thì mình có thể lấy được tất cả các cái giá trị của các thuộc tính, được chưa? Của thuộc tính của mình.
get CSS value, đó là mình sẽ truyền vào một cái giá trị của một cái thuộc tính CSS thì nó sẽ đưa ra giá trị lại cho mình. Tương tự ta có một loạt những cái khác như là get location, đó là đưa ra tọa độ. Đấy, ví dụ như chẳng hạn như sau này mà chúng ta muốn làm khi mà trong cái kịch bản kiểm thử thử mà thành phẩm á mà mình làm cho công ty á, thì ví dụ như là khi mà mình chụp ảnh, mình muốn là phải bôi, mình muốn kẻ một cái đường màu đỏ ở trên cái element bị lỗi đó, thì mình có thể get location được ạ, để mình đưa ra cái vị trí tọa độ của nó, sau đó mình sẽ bắt đầu mình vẽ. Đấy, ví dụ vậy. Get tag name nó chính là đưa ra cái tag name của cái element. Get text nó chính là lấy ra cái text để mình kiểm tra, để mình làm. Cái text nó chính là cái mà hiển thị ở trên cái này nè. Đây, ví dụ như cái này thì ta có thể get text này. Đó. Text nó chính là cái giá trị hiển thị ở trên chính cái element đó. Đấy, ví dụ như là bây giờ trên cái title là text title này, mình muốn get text thì nó sẽ trả cho mình cái là đăng nhập. Được chưa? Đây chính là cái giá trị ở trên này. Đó, thì cái đấy người ta gọi là get text. Display, enable hay select. E-display nó chính là kiểm tra một cái element nó có xuất hiện ở trên trang web hay không, nó có đang ở trạng thái xuất hiện hay không. E-enable nó cũng là kiểm tra một element nó có ở trạng thái enable hay không. Enable nó chính là cái trạng thái cho phép người dùng thao tác, để gọi là enable. Thế còn e-selected của chúng ta nó chính là cái quá trình, một cái phương thức để trả ra trạng thái mà cái element, đặc biệt là cái element ở dạng checkbox hoặc là radio á, xem nó được chọn hay không. Thế còn send key, đấy ạ. Send key nó chính là nhập một cái chuỗi các cái từ khóa, một cái chuỗi các cái gọi là gọi là các cái character ấy, được chưa, vào trong một cái web element đó thì nó gọi là send key. Và submit nó chính là khi nó làm việc với form, được chưa, hoặc là làm việc với một cái button trong form thì ta có thể gọi từ khóa submit. Submit nó giống như việc click để đẩy dữ liệu lên đó, thì gọi là submit đó. Thì đây nó chính là các element và chúng ta cứ dần dần chúng ta sẽ làm quen với nó. Mình cũng sẽ cho chúng ta các cái bài tập để chúng ta làm những cái sử dụng những cái method này để chúng ta nhớ, được chưa? Ok, thì đấy là phạm vi của web element và chúng ta chú ý nhớ cho mình cái phần CSS selector. Trong video tiếp theo thì mình sẽ gặp lại cho chúng ta, đó là chúng ta tiếp tục cái phần gọi là thực hành với CSS selector nâng cao, được chưa? CSS nâng cao thì mình sẽ hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta viết những cái biểu thức nó mà rất khó hơn. Ví dụ như chẳng hạn như là chúng ta có cái Lazada, trong Lazada login chẳng hạn, mà nếu mà chúng ta mà chỉ dùng những cái như này không thôi thì rất là khó để làm, thậm chí chúng ta phải ngồi chúng ta nghĩ để cách chúng ta làm. Nhưng nếu mà có phần nữa CSS selector nâng cao thì ta có thể làm được với mọi bài tập. Thì video của chúng ta cũng khá là dài rồi, mình sẽ stop ở đây. Thì mọi người sẽ cố gắng học và thực hành theo những cái gợi ý này của mình nhé, để chúng ta có được những cái cách để chúng ta viết được cái biểu thức locator cho nó tốt, và qua đó thì nó sẽ đem lại cái khả năng thành công cho cái script của chúng ta. Xin chào mọi người.